thì chị bàn làm một món rất là ngon, đó chính là súp gà, cái clean siêu ngon. Nguyên liệu gồm có trứng gà, bắp, nấm đông cô, gà rốt được cắt sợi, 100g filo gà, 40g bột năng, một xíu hành nêm, một xíu tiêu, hành lá, hành tím được cắt sẵn. Giờ mình sẽ bắt giòn lên bếp và bỏ một xíu dầu ăn vào. Dầu để nóng rồi, mình sẽ bỏ hành tím vào. Sau đó là con này đều đêm các bạn. Sau đó cho bắp thì đảo sơ, cho trứng gà. Theo mình sẽ cho gà vào và đảo cho gà chín. Bây giờ mình sẽ bỏ 1 lít nước lọc vào đây nha, và nấu sôi. Lúc đợi súp sôi, mình sẽ đánh trứng gà cho nó tan. Cho hạt nêm vào và nêm nếm cho vừa ăn. Mình sẽ bỏ bột năng vào nước lọc. Mình sẽ bỏ bột năng vào nước lọc và khuấy đều. Cho trứng vào và khuấy đều. Tiếp theo là cho bột năng vào, vừa cho vừa khuấy nha các bạn. Ơi, súp của mình đã sạch lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ hành với tiêu vào. Bây giờ mình sẽ bỏ tiêu vào. Sau đó là bỏ hành. Và mình sẽ bỏ hành vào. Các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã xong món súp siêu ngon và bổ dưỡng rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Các bạn ơi, cái mùi rất là thơm, rất là ngon các bạn ơi. Wow, nó ngọt ngọt, thơm, nó phải béo và rất là ngon luôn các bạn. Các bạn nhớ làm thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này, các bạn nhớ đăng ký kênh Khem Bếp Nhà. Bye bye.